Còn cô muốn dẫn chứng? Cô nhìn thằng Dũng con trai của tôi kìa, nó làm gì có ra cái gì không? Nếu vì tình cảm riêng tư là tôi phải ưu ái cho nó nhiều hơn kìa. Tội gì tôi phải ưu ái cho người dân? Nhưng mà có bao giờ tôi vì cái sự riêng tư mà bỏ quên cái chung đâu. Tôi luôn đặt đỉnh kim lên trên hết, nhưng các người không bao giờ chịu hiểu cho tôi cả. Suốt ngày cứ thầm thì sau lưng tôi, cho rằng tôi mến cô Du và ưu ái cho cô ấy, cho nên là tôi dung túng cho cô ấy chứ gì. Muốn dung túng là dung túng cho thằng Dũng con tôi kìa. Tội gì tôi phải dung túng cho người ngoài? Tại sao tôi phải tin vào tất cả những giấy tờ này hả? Đây là những nhận định có thể cho là thiếu căn cứ của cô, có thể gây ra những điều đáng tiếc, có thể dẫn đến việc đỉnh kim sẽ mất đi một tài năng mà chúng ta phải vất vả lắm, cố công lắm mới tìm được. Cháu biết là chú sẽ khó chấp nhận điều cháu nói mà. Dĩ nhiên là tôi không chấp nhận rồi, nhất là khi điều đó lại xuất phát từ cô. Một người tin cẩn đã làm việc với tôi bao nhiêu lâu nay mà tôi hết sức là tin tưởng, vậy mà không bao giờ hiểu tôi cả, còn cố tình gây ra sự hiểu lầm giữa các thành viên cao cấp ở trong công ty nữa. Ai? Ai cho cô cái quyền hạn được thu thập những tài liệu này? Cô nghĩ mình là ai vậy? Liệu tôi có thể tiếp tục tin cậy cô được nữa hay không? Làm sao tôi lường trước được? Rồi có một ngày, ha, thay vì thu thập những chứng cứ này để chống người này người nọ trong công ty, cô sẽ tạo ra chứng cứ để chống lại chính cả tôi nữa, hay thậm chí sẽ làm phá hoại cả cái cơ nghiệp của đỉnh kim này nữa. Cô suy nghĩ đi, nếu như cô là tôi, cô có tiếp tục tín nhiệm một người thư ký, một người dưới quyền của mình mà có những hành động như vậy hay không? Còn... cô cầm cái mớ giấy lộn này về, tiếp tục nghiên cứu đi. Tôi không có thời gian rảnh để mà nói chuyện với cô nữa. Và nói cho cô biết, tôi sẽ có biện pháp phù hợp để đối xử với sự lạm quyền của cô trong trường hợp này. Mang hết giấy tờ này về đi. Chú Tư. Ủa, cô Thủy hả? Dạ, con có làm mất giấc ngủ của chú không? À, không. Hôm nay cô Thủy về trễ hả? Dạ. Chú ăn uống gì chưa? Chưa. Bữa nay á, công ty của con có nhiều đồ ăn, cho nên con sớt về cho chú một ít. Chú hâm nóng lại ăn cho ngon nha. Trời ơi, cô cứ cho đồ ăn hoài, mất công cô quá. Đi làm bận bịu mà còn phải lo đồ ăn cho tôi nữa. Có cực nhọc, không kén gì đâu chú. Con nhờ cô đầu bếp á, cô chia ra sẵn. Trước khi về, con chỉ việc ghé lấy thôi. Với lại, để lại công ty đến mai cũng đâu có ai ăn đâu chú. Để lại á thì rất là lãng phí, cũng không phải là đồ dư thừa gì đâu chú. Con thấy cũng ngon lắm, chú Tư không có chê là được rồi. Trời ơi, cô nghĩ sao mà chê hả cô? Mừng còn không hết nữa. Cảm ơn cô Thủy nha. Dạ, không có gì đâu chú. Chú ăn ngon nha. Cảm ơn cô Thủy. Dạ, thưa chú, con về. Mình đúng là ngu ngốc, khi không lại lo chuyện bao đầu. Việc ai làm sai thì sau này họ sẽ phải lãnh hậu quả.
mắc mớ gì mình lại ôm đờm cho khổ thân. Nhưng mà ai cũng nghĩ như vậy, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, thấy chuyện sai trái không dám lên tiếng, thì xã hội này làm gì có công bằng nữa. Mình đúng hay sai đây? Nếu chú Hùng mà đuổi việc mình thì quả thật chú ấy không xứng là người sếp tốt để cho mình phải trung thành và cống hiến năng lực. Có điều trước giờ chú Hùng rất tốt, rất giỏi, chỉ tại gặp phải bà Du ghê gớm quá, thật đáng tiếc. Ai? Ai cho cô cái quyền hạn được thu thập những tài liệu này? Cô nghĩ mình là ai vậy? Liệu tôi có thể tiếp tục tin cậy cô được nữa hay không? Làm sao tôi lường trước được rồi có một ngày, ha, thay vì thu thập những chứng cứ này để chống người này người nọ trong công ty, cô sẽ tạo ra chứng cứ để chống lại chính cả tôi nữa. Có việc quan trọng về vấn đề nhân sự cần giải quyết gấp. Dạ, cụ thể là chuyện gì ạ? Tôi muốn điều chuyển về vị trí công tác của cô Thủy. Tôi không muốn cô ấy là thư ký điều hành của tôi nữa. Ủa, sao vậy anh? Trước giờ anh đánh giá rất tốt về năng lực của cô Thủy mà. Vả lại cô ta cũng không có sai sót gì lớn. Sao đột ngột anh lại muốn điều chuyển cô ta vậy? Cậu coi chừng, tôi điều chuyển luôn cả cậu nữa đó. Cậu làm trưởng phòng nhân sự mà một chút nhạy bén cũng không có, để cho cái cô Thủy tự tung tự tác, lén lút rình mò, sao chép ngụy tạo một đống thứ mà cô ta gọi là bằng chứng, mà còn mang vô đây khoe với tôi, và còn nói cô Du thế này, cô Du thế nọ. Cứ như là ở trong công ty này tôi là một lão giám đốc già không biết cái gì hết, ai muốn qua mặt cũng được. Anh nói cái gì em chưa hiểu. Tôi không có thời gian để mà ngồi ở đây giải thích cặn kẽ với cậu. Cậu muốn biết, muốn rõ cái chuyện gì liên quan tới cô Thủy, cậu đi tìm gặp cô Thủy mà nói chuyện. Còn chuyện của cậu bây giờ, nhiệm vụ của cậu bây giờ đó là tìm gấp cho tôi một thư ký mới. Còn cô Thủy á, cậu tìm một vị trí khác phù hợp với năng lực của cổ ở trong cái công ty này, cậu chuyển cổ về vị trí đó. Còn nếu cô ta không đồng ý á, mà muốn nghỉ việc thì cứ giải quyết cho nghỉ việc theo đúng thủ tục, đúng luật lệ. Đừng làm bất cứ một cái gì gây ra khó chịu rồi cổ lại bươi móc chuyện này chuyện nọ của công ty, cổ đem ra tòa cổ kiện mình nữa. Cổ mà kiện tôi cho cậu đi hầu đó. Dạ em biết rồi, em sẽ giải quyết gọn gàng, anh cứ yên tâm ạ. Ở cái công ty này, xin lỗi cậu, tôi không yên tâm với bất kỳ một ai nữa hết. Thôi làm ơn ra ngoài giải quyết cái chuyện đó cho xong đi, nhanh gọn lẹ, cố gắng đừng để xảy ra sự cố nào nữa. Dạ, xin phép anh, em đi ạ. Con nhỏ nhà quê đó mà cũng ghê gớm vậy à? Chính miệng anh Hùng nói với tôi như vậy đó. Vậy chắc là nó chưa biết tôi là ai rồi. Thì đó, tại cô ta chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ thôi. Mà sao anh lại kể với tôi chuyện này? Tôi cũng như anh Hùng, tôi không thể nào tin vào những chuyện tầm phào mà làm mất đi nhân tài của Đỉnh Kim. Cô mà phật ý thì bộ phận nhân sự của tôi là mệt trước tiên. Bộ cô tưởng tìm được một người như cô dễ lắm sao? Anh Thái đâu cần phải nói quá như vậy, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi mà. Không, tôi nói thật đó, chứ nói quá lên làm cái gì. Thôi được rồi, tôi rất cảm ơn anh vì đã giúp cho tôi. Bây giờ thì tôi đã biết ai là bạn, ai là thù. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh thiệt thòi đâu. Ơn nghĩa cái gì, có tôi ở đây tôi không để ai làm hại cô đâu. Mà theo tôi thấy, anh cứ đuổi việc đó là xong, chứ đâu có cần phải điều tới chuyển lui chi cho mệt, đúng không anh Thái? Cái đó là chuyện của tôi biết phải làm gì mà. Ừ, thôi
Tôi về phòng đây. Ok. À, cô cẩn thận nha. Cảm ơn anh. Tôi hiểu chưa Giao? Thì phải biết cách chơi như thế nào để đừng đứt tay. Mấy cái trò gian lận sổ sách hay là lót tay vào hối lộ cò con có thấm gì đâu. Tôi có đem hết ra công an á thì cũng vô nghĩa. Người chết trước chính là tôi nè. Muốn rửa nhục thì tôi phải có cách khác. Các người cứ chờ đó, rồi các người sẽ biết đá biết vàng. Chú nói thiệt hả? Dĩ nhiên. Vì chuyện đó mà chú Hùng sa thải con. Tôi chịu thua. Muốn cứu cô mà tôi chẳng biết làm cách nào cả. Con hiểu rồi. Cảm ơn chú. Vậy tôi chúc cô may mắn trong công việc sắp tới nha. Alo. À em à, em đi ăn trưa chưa? Anh mời em đi ăn trưa nha. Tôi đang ăn trưa với bạn rồi. Ủa, bạn nào vậy? Bộ làm việc ở đỉnh Kim thì tôi không được phép có bạn hả? Cô chỉ được phép làm những gì theo yêu cầu của tôi thôi. Hiểu chưa? Ông nghĩ ông là ai vậy? Tôi là người cho cô việc làm, để rồi từ đó cô có tất cả mọi thứ. Cô về đây ngay gặp tôi. Rõ chưa? Em, cho món đi. Chắc em phải đi đây. Em có chuyện gấp. Gì kỳ vậy, em ngồi cái đã. Không được đâu, em phải đi luôn đây. Hết chịu nổi rồi. Nè, có gì cứ nói anh giải quyết giùm cho. Việc này không ai giúp em được đâu. Xin lỗi anh, bữa khác mình đi ăn nha. Sao kỳ vậy? Em đi nghe. Nè, khoan đã. Ông muốn cái gì đây? Lúc nãy cô nói chuyện điện thoại với tôi bằng thái độ gì vậy? Vậy còn ông? Ông nói chuyện điện thoại với tôi bằng thái độ gì? Ông nghĩ tôi là con chó cảnh của ông hả? Khi cần kêu một tiếng là tôi phải giãy đuôi chạy tới ngay. Tôi không hề có ý đó. Cô đừng làm ầm ĩ lên để mà đánh lạc hướng mọi chuyện. Đừng tưởng tôi không thấy sự thay đổi của cô. Nói đi, cô đang cặp bồ với thằng nào phải không? Nếu phải thì sao? Tôi vì cô mà hạ nhục con trai mình. Cho một giám đốc kinh doanh giỏi như thằng Vũ nghỉ việc. Giờ tới lượt cô Thủy. Xét cho cùng, tụi nó cũng vì tôi, vì cái công ty này. Nhưng mà tôi vẫn ra sức bảo vệ cô. Tôi quay lưng lại với tụi nó. Cô muốn gì tôi cũng chịu mà. Chỉ còn thiếu hái trăng sao trên trời xuống để mà dâng cho cô thôi. Trong khi cô đối xử với tôi như vậy, tôi đang tự hỏi không biết tất cả những gì hiện nay mình đang làm là đúng hay là sai. Cô có một chút nào mà nghĩ cho tôi không hả? Hay cô cho rằng tôi đã mê muội cô tới mức mù quáng, sẵn sàng trở thành một kẻ khờ khạo để cô muốn làm gì thì làm hả? Nói hết chưa? Khỏi phải nhắc. Những gì mà ông làm cho tôi nhớ hết. Còn muốn nhắc tới bọn người đó hả? Ở cái đỉnh Kim này, tôi không có làm gì sai trái hết. Nên là ông nói với bọn họ bỏ cái tật rình mò đi. Muốn chơi tôi hả? Về nhà mà rèn luyện thêm bản lĩnh một chút. Ở cái đỉnh Kim này, mấy kẻ bất tài vô dụng thì nhan nhản ra, nhưng mà không có ai là đối thủ của tôi đâu. Còn ông đừng có nghĩ rằng vì một chút ít danh lợi mà ông dành cho tôi mà tự do cho mình có quyền chiếm hữu tôi.
Ông nghĩ tôi với ông là cái gì? Là nhân tình nhân ngãi thôi chứ là cái gì? Tôi thích thì tôi sẽ đến, mà khi tôi không thích thì đừng có bày đặt ép tôi. Tôi là gì? Tôi đâu phải là cái bao. Kêu đến khách sạn là tôi phải đến, kêu lên giường là tôi phải lên. Bày đặt dở cái trò gây áp lực với tôi hả? Xin lỗi nha. Quên đi. Chuyện của tôi và ông, người quyết định là tôi đây nè. Nó diễn biến như thế nào là do tôi đây nè. Nhìn lại mình đi. Là ai mà bày đặt đòi điều khiển cuộc đời của người khác? Cô nói cái gì vậy? Ở cái đỉnh kim này, ông có đưa tiền cho tôi đi chăng nữa thì đó cũng là trả lương cho công sức làm việc của tôi thôi. Ông thừa biết với năng lực của tôi, bước chân ra ngoài, hàng trăm công ty săn đầu người tìm đến tôi. Quý báo gì cái công ty này. Còn chuyện tư tình hả? Không biết với ông là cái gì, nhưng mà với tôi thì chỉ là mấy cái chuyện bên lề. Còn ông cũng chỉ là một trong những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi. Mơ mộng. Biết điều một chút thì tôi sẽ cho ông một chút giá trị, tồn tại trong ký ức của tôi một thời gian. Còn nếu không thì tôi cũng không rảnh để mà nhớ tới. Ông còn muốn cái gì nữa? Em đi đâu mà anh gọi điện thoại nội bộ văn phòng cũng không gặp vậy? Tôi thấy mệt, tôi đi về, tôi không muốn làm việc nữa. Còn nếu như ông cảm thấy tôi làm sai nội quy của công ty thì cứ cho đuổi việc tôi đi. Du à, bớt nóng nảy đi em. Chuyện nhỏ đừng có xé ra to. Cứ coi như là anh có lỗi, anh xin lỗi em được chưa? Thôi thôi thôi, ông đừng có nói nữa. Bây giờ tôi đang mệt và tôi không muốn nói chuyện với ông. Ông đừng có gọi tôi nữa. Vào đi. Dạ thưa anh, đã đến giờ phỏng vấn rồi ạ. Ứng viên đang chờ bên phòng họp. Em xin phép mời anh sang nói chuyện với cậu ta một chút ạ. Phỏng vấn ứng viên gì? Dạ, ứng viên dự tuyển vào vị trí chuyên viên của dự án.
lịch phỏng vấn ngày hôm nay. Anh không nhớ sao? Hẹn hôm khác được không? Tôi đang hơi mệt. Dạ, nhưng mà ứng viên đã đến rồi. Anh Kiệt cũng đang ở bên đó. Hay là cứ để anh Kiệt phỏng vấn thôi. Anh mệt, anh khỏi phải gặp. Cậu nói phỏng vấn ứng viên vị trí gì tôi quên rồi. Dạ, chuyên viên dự án à. Đó là vị trí quan trọng. Chúng ta cũng đã tìm kiếm từ lâu rồi. Thôi được rồi, để tôi gặp họ, phỏng vấn họ vài phút xem sao. Dạ, vậy tốt quá, em mời anh. Dạ chào anh. À, dạ con chào hai chú. Không cần phải nghi thức rườm rà, bắt đầu luôn ha. Kiệt đã trao đổi với anh bạn trẻ này gì chưa? Dạ thưa anh, tôi có trao đổi sơ về chuyên môn. Tôi thấy cậu ấy rất có khả năng. Vậy à? Tôi thì tôi chỉ hỏi thêm vài ý ngắn gọn thôi. Theo cậu á, cậu có những tố chất gì để có thể tự tin rằng sẽ trở thành một chuyên viên dự án xuất sắc? Dạ thưa chú, điểm mạnh của con là kỹ năng giải quyết vấn đề, bám sát mục tiêu trung tâm. Tại sao cậu lại cho đó là những điểm mạnh cần thiết nhất? Dạ thưa chú, bởi vì yếu điểm lớn nhất của người làm dự án là không bám sát vào mục tiêu cơ bản, dễ bị chi phối bởi những yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Nếu kỹ năng giải quyết yếu thì sẽ gặp bế tắc. Nhưng linh hoạt đến mức xa rời trọng tâm thì sẽ làm dự án đi lệch khỏi quỹ đạo, gây tốn kém cho ngân sách, nhân sự và cả thời gian nữa. Do đó, con cố gắng trui rèn khả năng tập trung của mình, trau dồi hiểu biết nhằm tích lũy kiến thức, biến kiến thức thành giải pháp ứng dụng hợp lý. Cậu có thể trình bày sơ qua một số dự án mà cậu đã từng quản lý thành công. Dạ được, anh Kiệt giúp em. Vô. Nhìn cái gì? Đàn ông sao lại đi soi mói như vậy hả? Anh hai, rớt rượu đi. Dạ. Mời chủ quán. Cảm ơn người đẹp. Vô. 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 Kệ anh. Ơ. Dạ, con cảm ơn chú. Chú cái gì? Gọi anh được rồi. Trước sau gì mình cũng là đồng nghiệp với nhau mà. Anh Hùng đánh giá rất tốt về em. Cố gắng lên nha. Dạ, em sẽ cố gắng. Để không phụ sự tin tưởng mà chú Hùng và các anh chị dành cho em. Vậy thì đầu tháng sau chính thức nhận việc nha. Nhưng mà em phải gửi trước hồ sơ để anh làm hồ sơ nhận việc cho em. Dạ, em sẽ tranh thủ gửi cho anh sớm.
Được anh giúp đỡ tận tình như vậy thật là may mắn cho em. Không có gì, chỉ mong sau khi em vào làm đừng quên anh là được rồi. Em biết rồi. Dạ, chào anh, em về. Ok, em về cẩn thận nha. Hẹn gặp lại anh vào đầu tháng sau. Hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Em cũng hy vọng được như vậy. Được rồi. Dạ, chào anh. Chào em. Có lẽ em nghỉ ngơi đi đâu đó 1-2 tuần cho khỏe khỏe. Em cũng chưa tính toán gì hết. Em cảm ơn chị. Thôi mọi người cứ đi làm công việc của mình đi. Em thu xếp lại vài thứ rồi lên chào các anh chị quản lý. Có dịp chúng ta sẽ gặp lại mà. Đúng rồi, hẹn gặp lại Thủy nha. Chúc Thủy thành công và may mắn trong cuộc sống. Cố gắng lên nha Thủy. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tụi mình làm việc nha. Dạ thưa cô Ly, con là thư ký của chú Hùng. Con sắp nghỉ việc rồi. Và con có một vài tài liệu liên quan mật thiết đến công ty muốn giao lại cho cô. Con không biết cô đã nghe nói đến chị Du chưa ạ? Dạ, mai con sẽ đến gặp cô ở quán cà phê. Alo. Chị ơi, em có chuyện quan trọng lắm nè chị, nên mới gọi cho chị giờ này. Là chuyện gì? Dạ, em mới vừa đi toilet ra. Trời, chuyện đó thì liên quan gì tới chị? Dạ không, em vội quá nên em chưa nói hết ý. Ý của em á là lúc ở trong toilet, tình cờ em nghe con Thủy nó gọi điện thoại. Chị biết nó gọi cho ai không? Nó gọi cho ai? Nó gọi cho bà Liên, vợ ông Hùng đó. Nó nói cái gì đó mà có liên quan đến chị. Họ hẹn đúng 10 giờ sáng mai gặp nhau ở quán cà phê. Mà cái tên Anh Pháp Ý gì đó em có nhớ được. Cố gắng nhớ lại, quán cà phê đó tên là cái gì? Em không nhớ. Mà nó hẹn ra đó để giao tài liệu mà có liên quan đến chị trước khi nó nghỉ việc đó. Tài liệu gì gì đó là tài liệu gì? Em phải nói rõ thì chị mới biết được chứ. Dạ, em không có biết chị. Em chỉ biết việc đó có dính dáng tới chị. Mà em nghe giọng nó có vẻ nghiêm trọng lắm. Ừ, thôi chị biết rồi, chị cảm ơn. Ủa, nhưng mà bình tĩnh sao chị? Bình tĩnh đi, chị sẽ có cách. Dạ, chị nhớ cẩn thận nha. Em cũng cẩn thận đó, có tin gì thì báo cho chị liền nha. Dạ, em cảm ơn chị, em chào chị. Tài liệu gì ta? Tài liệu. Đưa tài liệu hả? Alo, chào người đẹp. Cô có mang tin vui gì cho tôi trong buổi sáng hôm nay không? Chào ông, cũng không có gì vui đâu. Tôi đang có chuyện muốn nhờ ông giúp nè. Không biết ông có thời gian không? Cô cứ nói, với cô lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Cô muốn bỏ bom khủng bố? Tôi cũng sẵn sàng, không từ chối. Tôi đang rất là nghiêm túc.
Việc này cũng hơi tế nhị. Nếu như mà ông cảm thấy khó xử thì cứ nói thẳng, tôi cũng không thất vọng hay là phiền muộn gì đâu. Tôi nói thật, tôi sẵn lòng giúp cô mà. Vậy thì tôi cảm ơn, bởi thật sự tôi cũng đang rất cần đến sự giúp đỡ của ông. Được rồi, cô nói đi. Được rồi, cô yên tâm, tôi sẽ lo liệu cho cô mọi chuyện. Sáng mai cô sẽ nhận được tập tài liệu đó trong tay. Cô ta sẽ không có cơ hội đưa nó cho bà Liên đâu. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi điện cho cô. Đi liền đi. Dạ. Nếu tối nay người của ông Thiên thất bại thì sao? Mình với ông ta chưa phải thân thiết lắm, chắc gì ông ta toàn tâm giúp mình. Sáng mai cô ta vẫn đem giao tài liệu đó cho bà Liên, thì liệu bà ta sẽ đối phó với mình thế nào đây? Hai em yêu, sao em ấp được bầu trong người chưa? Để tối nay anh đưa em đi chơi hả? Chưa đi chơi được đâu. Em có một việc quan trọng muốn nhờ anh giúp nè. Tưởng chuyện gì? Em cứ nói đi. Việc gì anh cũng làm cho em được hết. Sao? Việc gì em nói đi. Việc này rất quan trọng, và anh phải giữ bí mật cho em đó. Kiểu này nếu như anh không làm xong thì em cũng tiêu đời luôn. Có chuyện gì mà anh nghe em nói ghê vậy? Thôi được rồi, yên tâm, có anh ra tay rồi, 30 giây là xong à. Em nói đi. Em muốn anh giải quyết giùm em một con bé. Anh biết rồi em yêu, nhưng mà nè, nhớ thưởng cho anh đó nha. Được rồi. Huy. Dạ anh hai. Vô tôi biểu coi. Dạ. Ngồi đi. Dạ anh hai. Dạ anh hai. Có gì không anh hai? Anh làm sao cho nó sợ mà im miệng giúp em? Nó đang giữ trong tay mấy thứ dớ dẫn, em chưa rõ là gì, nhưng mà cẩn thận dẫn hơn. Anh có cách chứ? Em muốn tay hay chân hay mắt mũi gì của nó? Anh làm gì cũng được, em không quan tâm, chỉ cần nó bớt nhiều chuyện đi. Ok, anh biết rồi. Để xe bé yêu còn kiêu kỳ được với anh bao lâu? Anh hai, chuyện gì vậy? Tụi mày đi lo giúp tao một chuyện. Nghe dặn dạ. Kỹ nè. Nhưng mà tao nói trước, làm không xong á, tao chặt chân, chặt tay tụi bay đó. Anh hai yên tâm đi. Tập trung nghe tao dặn nè hai thằng ngu. Một lát nữa em Du sẽ bắn qua cho tụi mày hình và địa chỉ của cái con mà tụi mày cần xử. Bắt đầu tiến hành ngay từ bây giờ đi. Dạ. Đi đi. Dạ anh hai. Để xem bé yêu còn kiêu kỳ với anh được bao lâu. Thank you.
chào anh nha. Chào em. Chú Tư bị làm sao vậy chú? Chú Tư. Ôi da. Chú thấy trong người sao rồi? Ôi da. Trời ơi. Trời đất ơi, đau từ sáng tới giờ mà không chịu đi vô bệnh viện. Trời ơi, tôi đau quá. Thôi được rồi, để con đưa chú đi vô bệnh viện. Chú ráng mua giày đi chú. Tại sao vậy? Đau như vậy mà chú không chịu vô viện? Được rồi, tôi chịu từ đi sang cũng hết rồi. Cô đừng có lo. Đã đau như vậy mà còn ráng chịu nữa. Này, chú ngồi dậy đi, để con đưa chú vô bệnh viện. Đừng, ông có tiền. Trời ơi, sắp chết đến nơi còn lo tiền bạc nữa. Chú yên tâm đi, con sẽ lo cho chú. Chú yên tâm đi. Chú đi vô bệnh viện, chú nghe lời con. Chú ơi, chú giúp giùm con đưa chú tôi vô bệnh viện đi chú. Ông bị gì chú vậy? Chú tôi bị đau bụng từ sáng tới giờ. Lẹ lẹ đi chú. Trời ơi, ông Tư bị sao vậy? Em giúp ông chị cái. Ủa sao vậy? Từ từ. Nó sao vậy? Xe tôi chở đi nè. Từ từ. Đau quá. Ủa đau quá. Chú tôi ráng lên nha. Rồi, lên đi. Em nhớ cẩn thận nha. Chú Dịp nha. Chú lên bệnh viện á, có ai hỏi gì hay cần gì liên quan chuyện tiền bạc á, chú cứ đợi con lên giải quyết nha chú. Em ôm chú cẩn thận nha. Chú đi cẩn thận nha chú. Chú ơi, phụ giùm con đi chú. Chú giữ cái thùng này giùm con nha. Sao rồi chị? Chú Tư bị đau ruột thừa rồi, giờ phải mổ gấp. Chết rồi, tiền đâu mà mổ? Về vấn đề tiền bạc á thì chú cứ yên tâm, con có thể lo được. Nhưng mà chú Tư á không có ai thân thích nên không có ai chăm sóc chú hết à. Làm ơn đóng cửa lại giùm chị ơi. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Dạ em xin lỗi chị. Cô lại đây chút con. Cái này để tôi, cùng là chồng sớm với nhau. Cô đã lo cho ổng tiền bạc rồi, không lẽ tụi tôi làm ngơ? Hơn nữa cô là đàn bà, chăm sóc cho ông không có tiện đâu. Đúng rồi, tối nay tôi ở đây để lo cho ông. Chú nói thiệt à? Thiệt. Xe ôm có uy tín của xe ôm, cô không tin tôi hả? Cháu tin. Được vậy thì cháu yên tâm mà. Xong á, cô vô cô coi làm thủ tục nhập viện mổ xẻ gì cho ông đi. Tôi không có rành mấy vụ chữ nghĩa lắm. Dạ. Còn phần còn lại để tôi lo. Dạ. Vậy chú và em đứng đây đợi cháu. Cháu dạ. Vào làm thủ tục xong rồi cháu ra liền. Ừ. Nha. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chị. Ừ.
em đói bụng không? Vào nhà chị nấu tô mì cho ăn đỡ nha. Thôi được rồi, khuya rồi, em về chứ không thôi má em la. Thôi em về đi. Nếu mà má có la em á thì gọi chị sang, chị làm chứng giùm em. Cảm ơn chị. Với lại em làm việc tốt mà, đâu có đi chơi đâu, đúng không? Dạ thưa chị, em về. Chị nói nghe nè, em còn tiền xài không? Chị cho em một ít tiền em xài nha. Thôi, được rồi, em không lấy đâu chị. Thôi chị em cảm về. Cảm ơn em nha.